Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, hôm nay, Tòa Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 100 bị cáo tham gia tấn công trụ sở UBND 2 xã ở Đắk Lắk với các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố, tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái pháp luật, che giấu tội phạm. Căn cứ kết quả điều tra, các cơ quan đã tiến hành tố tụng, đã quyết định đưa ra xét xử lưu động 100 bị cáo, trong đó 53 bị cáo bị xét xử về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, 39 bị cáo về tội khủng bố, 1 bị cáo về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép, 1 bị cáo về tội che giấu tội phạm, quy định tại khoản 1 điều 389 Bộ luật hình sự. Có 6 bị cáo bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân do đang lẩn trốn. Sau phiên xét xử, Việt Nam sẽ phối hợp với các quốc gia để truy nã 6 bị cáo là Imut Mlo, Isi Nie, Inien Eya, Ibut Eban, Ichanh Beya, Iquing Berdap đang lưu vong ở nước ngoài về để buộc thi hành án. Trong khi đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự về tội mua bán người dưới 16 tuổi đối với Thạch Thị Kim Nhung và Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn cùng cư trú tại ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Nhung và Tuấn sinh sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 11 năm 2022, Nhung, Tuấn đã bàn bạc thống nhất với nhau, liên hệ với các gia đình hiếm muộn con có điều kiện kinh tế, có nhu cầu nhận nuôi trẻ để chuyển giao đứa con gái thứ tư của hai bị cáo để nhận một khoản tiền. Sau đó, cả hai đã tham gia vào một nhóm trên mạng xã hội, đăng thông tin và tương tác trực tuyến với Nguyễn Hữu Dương, trú tại tỉnh Hà Tĩnh. Vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 4 tháng 12 năm 2022, tại khu vực khóm 1 phường 8 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Nhung và Tuấn đã giao bé cho Dương và nhận số tiền 18 triệu đồng. Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt 10 năm tù giam đối với Nhung, 13 năm tù giam đối với Tuấn. Riêng bị can Dương đang bị bệnh nên chờ chữa bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng là Nguyễn Thanh Tòng, chú tại tỉnh Cà Mau và Bùi Văn Thái, chú tại tỉnh Đồng Tháp, để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an xã An Viễn, huyện Trảng Bom đã phát hiện bắt quả tang Tòng và Thái đang sử dụng trái phép chất ma túy trong một phòng trọ. Tiếp tục kiểm tra nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã phát hiện một hộp màu đỏ, bên trong có 5 gói ni lông hàn kín chứa tinh thể màu trắng. Quá trình đấu tranh, Tòng khai nhận là ma túy đá mua về để sử dụng và bán kiếm lời. Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hòa Bình bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Lý Hoài Thi, trú tại thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng năm 2022, Lý Hoài Thi sử dụng mạng xã hội Facebook nhắn tin và nảy sinh tình cảm với một em gái 14 tuổi. Sau đó, Thi đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với em gái này. Ngày 16 tháng 8 năm 2023, Tòa Nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt Lý Hoài Thi 2 năm 6 tháng tù giam về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, trong quá trình tại ngoại chờ chấp hành án, Lý Hoài Thi đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định truy nã toàn quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14 tháng 1 năm 2024, lực lượng công an đã bắt giữ được Lý Hoài Thi khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình. Mở rộng điều tra vụ nhập lậu 1.287 container hàng, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Vũ Xuân Đồng, cán bộ của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn, khu vực 3, thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về tội buôn lậu. Bị can Vũ Xuân Đồng nguyên là công chức hải quan thuộc bộ phận kiểm hóa của đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực 1 thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Ông Đồng hiện nay đang là công chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cơ quan công an đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 26 bị can là các đối tượng thành lập doanh nghiệp, chủ hàng, công ty giám định về tội buôn lậu.
Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi.